Thảm đỏ ngôi sao có gì mà báo giới luôn săn đón đến thế? Không hổ danh là nơi để dàn celeb khoe sắc, thảm đỏ luôn nhận được sự đầu tư khủng. Dàn celeb luôn không khiến fan hâm mộ phải thất vọng. Khoảng thời gian một celeb sải bước trên thảm đỏ thường chỉ kéo dài vài phút với những quy tắc ngầm về thời gian pose dáng hay giao lưu. Đằng sau mỗi tấm ảnh hay màn lia cam đỉnh của chóp là dàn máy quay, photographer túc trực. Họ đều làm việc hết công suất để cho ra đời những tấm ảnh khiến fan hâm mộ nói chuyện về nhiều. Một vị trí rất quan trọng mà có lẽ không nhiều người biết, đó chính là MC thảm đỏ. Nhiệm vụ này yêu cầu bản lĩnh và kinh nghiệm để xử lý bất cứ tình huống nào. MC thảm đỏ có nhiệm vụ giới thiệu tên khách mời, trò chuyện, tạo sự thoải mái cho ngôi sao. Bạn có tò mò điều gì? Cùng chia sẻ với Đức Bảo nhé. Hẹn gặp lại. MC Đức Bảo và hành trình đồng hành cùng Nhan Sắc Việt. Xin được chúc mừng thí sinh đến từ Hà Nội. Số báo danh 145, Đỗ Mỹ Linh. Xin được trân trọng chào đón tất cả quý vị khán giả, quý vị đại biểu và các vị khách quý đang đến với đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Xin được nồng nhiệt chào đón tất cả quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể quý vị khán giả đã đến với đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại Dương năm 2017. Tôi là Đức Bảo và người bạn rất xinh đẹp của tôi là Phương Mai. Rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong đêm ngày hôm nay. Tất cả những ký ức kỷ niệm đó sẽ được lắng đọng trong đêm gala kỷ niệm 30 năm dấu ấn Hoa hậu Việt Nam với chủ đề Nhan sắc Hoàng Kim. Tôi là Đức Bảo, đứng bên cạnh tôi là người bạn dẫn vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy và là đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Hờ Hen Nghê. Đêm bán kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 xin gửi lời chào nồng nhiệt tới tất cả quý vị đại biểu, các vị khán giả đang có mặt tại cung điện kinh Mỹ Đình Hà Nội và các vị khán giả đang theo dõi qua sóng truyền hình. Ngày hôm nay xin chào mừng. Ladies and gentlemen, welcome to Miss Universe Vietnam 2022. This is the finale.